Xin chào các em học sinh thân mến. Tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu chủ đề 5, mạng điện trong nhà. Đó cũng là chủ đề cuối cùng của chương trình học kỳ 2, môn công nghệ 8. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập lại toàn bộ kiến thức học kỳ 2. Để ôn tập tốt, cô và trò chúng ta cùng nhắc lại kiến thức trọng tâm nhé. Chúng ta có 5 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là đèn huỳnh quang. Chủ đề thứ hai, đồ dùng loại điện nhiệt. Chủ đề thứ ba, đồ dùng loại điện cơ. Chủ đề thứ tư, thiết bị bảo vệ mạng điện. Chủ đề thứ năm, mạng điện trong nhà. Chủ đề đầu tiên cô muốn nhắc lại với các em đó là chủ đề thực tế gắn liền với sinh hoạt của chúng ta. Chủ đề 1, đèn huỳnh quang. Đèn huỳnh quang là đồ dùng chiếu sáng thông dụng nhất. Vì thế, tùy theo hình dáng, kích thước, công suất mà người ta dùng đèn huỳnh quang ở trong nhà hay là ngoài đường phố. Đây là sơ đồ cấu tạo của đèn huỳnh quang, gồm có ống thủy tinh và hai điện cực. Ống thủy tinh có chiều dài khác nhau, bên trong có một lớp bột huỳnh quang. Điện cực được làm bằng Wolfram, có dạng lò xo xoắn, được tráng một lớp bari oxit để phát ra điện từ. Có hai điện cực ở hai đầu ống, mỗi điện cực có hai đầu tiếp điện đưa ra ngoài, gọi là chân đèn, để nối với nguồn điện. Nguyên lý làm việc. Ở đây cô nhắc lại phần nguyên lý làm việc. Khi đóng điện, hiện tượng .. giữa .. của đèn sinh ra tia tử ngoại tác dụng vào .. bên trong ống, làm đèn phát ra ánh sáng. Ba gợi ý cho các bạn. Thứ nhất, lớp bột huỳnh quang. Thứ hai, phóng điện. Thứ ba, hai điện cực. Ở đây các em sẽ điền ba nội dung này vào ba chỗ trống cô để. 30 giây cho các em suy nghĩ. Và đây là phần kết quả. Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai điện cực của đèn sinh ra tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang bên trong ống, làm đèn phát ra ánh sáng. Như vậy, ở nội dung này, ai trả lời giống như phần trả lời của cô, đó là đúng. Khi sử dụng một đồ dùng điện nào đó thì chúng ta cũng cần biết đặc điểm của chúng. Ở đây, cô và các em cùng nhắc lại phần so sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Chúng ta sẽ có một bảng nêu phần ưu điểm và nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Đối với đèn sợi đốt, ưu điểm của nó sẽ là không cần chấn lưu và ánh sáng phát ra liên tục. Ưu điểm của đèn sợi đốt cũng chính là nhược điểm của đèn huỳnh quang. Đối với đèn huỳnh quang, ánh sáng sẽ không phát ra liên tục, gây hiện tượng mỏi mắt. Thứ hai, cần chấn lưu. Ưu điểm của đèn huỳnh quang đó là tiết kiệm điện, tuổi thọ cao. Và nhược điểm của đèn sợi đốt chính là không tiết kiệm điện, tuổi thọ thấp. Chủ đề thứ hai cô muốn nhắc đến ngày hôm nay đó là đồ dùng loại điện nhiệt. Em hãy kể tên một số đồ dùng loại điện nhiệt mà em đã biết. Ở đây cô có bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện và máy duỗi tóc, vân vân. Vậy nguyên lý làm việc của bàn là điện là gì? Nhắc đến bàn là điện, chúng ta sẽ nhắc đến dây đốt nóng. Dây đốt nóng này thường được làm bằng niken, chrome, có khả năng chịu nhiệt cao và dùng để tản nhiệt. Nguyên lý làm việc: khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây đốt nóng làm dây đốt nóng tỏa nhiệt, nhiệt được tích vào đế bàn là làm bàn là nóng. Chủ đề thứ ba, đồ dùng loại điện cơ. Ở chủ đề 3 chúng ta có hai trọng tâm. Trọng tâm thứ nhất là động cơ điện một pha. Chúng ta cần nhắc đến cấu tạo gồm hai bộ phận chính, đó là stator và rotor. Stator người ta gọi là phần đứng yên, gồm lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện. Đối với dây quấn thì được làm bằng dây điện từ đặt cách điện với lõi thép, chức năng là tạo ra từ trường quay. Rotor là phần quay, lõi thép được làm bằng lá thép kỹ thuật điện. Dây quấn được làm bằng nhôm hoặc đồng, gồm các thanh dẫn đặt trong các rãnh của lõi thép, chức năng là làm quay máy công tác. Về cách sử dụng,
Cách sử dụng thì chúng ta có 4 cái sử dụng quan trọng cần nhớ. Thứ nhất, điện áp đưa vào không lớn hơn giá trị định mức là 220V. Thứ hai là không để máy làm việc quá công suất định mức. Thứ ba là tu dưỡng bảo trì máy. Thứ tư là để nơi sạch sẽ khô ráo. Đó là cách sử dụng của động cơ điện một pha. Một đồ dùng điện được sử dụng rộng rãi trong đời sống của chúng ta đó là quạt điện. Quạt điện gồm có động cơ và cánh quạt. Nguyên lý làm việc: khi động cơ quay, cánh quạt quay theo. B nhỏ, nguyên lý làm việc: khi đóng điện, dòng điện làm động cơ quay, kéo theo cánh quạt quay tạo ra gió làm mát. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em ôn lại phần động cơ điện một pha và quạt điện. Chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề tiếp theo, chủ đề thứ tư. Chủ đề thứ tư, thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà. Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà gồm có hai thiết bị. Thứ nhất, cầu chì. Thứ hai, áp tô mát. Trên đây là sơ đồ cấu tạo của cầu chì. Cầu chì gồm 3 bộ phận: 1. Vỏ. 2. Cực giữ dây dẫn và dây chạy. 3. Dây chạy. Thứ hai là sơ đồ lắp đặt cầu chì. Cầu chì thường đặt trên dây pha trước công tắc, dùng để bảo vệ đồ dùng điện. Như vậy, nguyên lý làm việc của cầu chì như sau. Khi có hiện tượng quá tải hoặc ngắn mạch, dòng điện tăng lên quá giá trị định mức, dây chạy cầu chì nóng chảy và bị đứt, làm mạch điện hở, bảo vệ đồ dùng điện, thiết bị điện tránh hư hỏng. Thiết bị bảo vệ mạng điện thứ hai đó là áp tô mát. Khi có hiện tượng quá tải hoặc ngắn mạch, áp tô mát có chức năng của cầu chì làm ngắt mạch điện. Sau quá trình sửa chữa, dòng điện ổn định, đóng áp tô mát lại. Lúc này áp tô mát có chức năng của cầu dao dùng để đóng cách dòng điện. Như vậy áp tô mát có chức năng của cầu chì và cầu dao. Chủ đề thứ 5, mạng điện trong nhà. Sơ đồ điện là gì? Ở đây minh họa cho chúng ta thấy. Hình đầu tiên đó là mạch điện thực tế. Hình thứ hai là sơ đồ mạch điện. Như vậy, sơ đồ mạch điện mô phỏng lại các ký hiệu của mạch điện thực tế. Như vậy, sơ đồ mạch điện là gì? Sơ đồ mạch điện là hình biểu diễn quy ước của mạch điện, mạng điện hoặc một hệ thống điện. Sơ đồ điện được chia làm hai loại. Loại thứ nhất đó là sơ đồ nguyên lý. Loại thứ hai, sơ đồ lắp đặt. Cô nhắc lại, sơ đồ nguyên lý trình bày một cách tổng quát về chi tiết cấu tạo của một thiết bị, nhưng không theo một trật tự lắp đặt, chỉ vẽ sao cho dễ nhìn. Nó nêu lên mối liên hệ giữa các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, lắp ráp, sắp xếp của chúng trong thực tế. Đối với sơ đồ lắp đặt, được trình bày cụ thể vị trí chính xác từng linh kiện, bộ phận, từng mạch điện của thiết bị và được vẽ theo sơ đồ nguyên lý. Ngày nay, khi khoa học ngày càng tiến bộ, kiến trúc xây dựng ngày càng phát triển, thì việc thiết kế một mạch điện đòi hỏi người thợ điện phải thực hiện đúng các quy trình sau. Bước 1. Xác định được nhu cầu sử dụng. Bước 2. Đưa ra phương án mạch điện. Bước 3. Xác định phần tử cần thiết để lắp. Bước 4. Lắp thử và kiểm tra. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý hướng dẫn ôn tập. Câu hỏi thứ nhất, nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang, so sánh ưu nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Câu hỏi thứ hai, trình bày nguyên lý làm việc của bàn là điện. Câu hỏi số 3, cấu tạo và cách sử dụng động cơ điện một pha và quạt điện. Câu hỏi số 4, thiết bị bảo vệ, cầu chì, cấu tạo và nguyên lý làm việc. Câu hỏi số 5, sơ đồ điện là gì, phân loại sơ đồ điện. Câu hỏi số 6, trình tự thiết kế mạch điện. Dặn dò, về nhà các em học bài, xem lại nội dung, ôn tập. Chúc các em ôn tập thật tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chào, tạm biệt.